Chào ở nhà. Hôm nay mình được bà Tân lại dẫn xuống vườn Ánh Sơn ô tô. Ai ạ? Vườn rất là đẹp. Chà, những cây bé uột. Ánh Sơn này nhiều cây quá. Ây da, Ánh Sơn này trời rất là đa dạng. Sai cây rất là đa dạng các bạn. Dạ, câu lạc bộ Hà Nội ạ? À? À, câu lạc bộ Hà Nội là chỗ của anh Hậu. Không anh ạ, em chưa một mình, em không 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 tham gia hội nào hết. Đây vào nhà anh Sơn. Khuôn viên rất đẹp. Bộ kia không được chắc chắn này. Này nằm nhất này. Dạ, chắn thì chắc độ. Cái này là vụ anh Linh nhỉ anh nhỉ? Anh Linh này, anh Linh. Người anh Linh cũng đem trong cái tôm này. Cứ mà cắp điện bấm cái tôm không cần. Cái gì ạ? Rồi, anh ý xin rồi, đang đây, chúng mày sẽ xử lý cho. Không phải lo cái chuyện đấy. Trẻ con. Em sơ chè này có 10 loại chè, đây có 10 loại chè thì bác uống cứ 10 loại hết 10 loại đi về. Cái này nó là một môn chơi trà thì ấm, nó là cái một cái môn giống. Dạ. À, nhưng nó sẽ có cái tác dụng như cây. Dạ. Em nghĩ là chơi ấm này nó sẽ tác dụng trà ấm, nó sẽ hơn đồ cổ mình ngắm thôi, như cái này là mình vừa ngắm mà mình vừa sử dụng được. Đúng không? Ấm ra từ xa hay sao? Từ xa. Đúng không ạ? Bay từ xa đó. Để ông làm 100 triệu anh. Trong đây là ngồi gần đây là ngồi gần đây là cũng có vài cái tiền trăm, còn cái nhiều trăm cất đi rồi. Thật lòng cái này ở mà nó nhiều tiền quá, đặt đây là mỗi người thấy là lạ lại cầm cái là không trả ai cầm đâu, nhưng mà chẳng may người ta làm rơi bụng chả biết nói gì. Đôi khi người ta không biết giá trị đấy, người ta thấy nó đẹp thôi, người ta vào người ta xem thôi, cả nó nhỡ nhàng là ba là trẻ con. Nhà mình thì khi nó lại dạy học trẻ con phi vào nó uống nước, nhiều khi là nó khi nó hỏng do mình chứ nó không phải do người ta nữa. Mình đồ nó nhiều mình cứ để nó không biết bảo quản, thế thì nó đúng là lỗi do mình mà. Cũng chơi vô cùng rồi nhỉ, ấm lên trẻ. Ồ, cái chậu đào, chậu dừa rất hay, chậu cổ, chậu dừa rất hay. Cái đấy anh sưu tầm một chiếc rồi. Chiếc này nếu mà được đôi lắm tiền lắm. Vâng, được một đôi thì vâng. Em nghĩ là khó có một chiếc nữa. Không có. Em nghĩ là ngày xưa người ta sẽ làm một đôi, khả năng một cái kia nó bị hỏng rồi anh ạ. Thất lạc. Vâng. Đã. Hỏng chắc là không thất lạc. Chậu đấy là khó đấy. Thì này chơi cái chậu thấm mình nhiều để nó đẹp, nó nhìn nếu ngắm kỹ cái nét đục nó gỗ để người thợ đục gỗ không đẹp, không bằng người ta tỉa đá. Nét đấy khó, nét đấy nó không những là đục đẹp mà nó còn được thời gian nó mài mòn rồi. Đúng rồi này. Rồi chào xem, chậu đấy ít thôi. Ôi, tay hết. Máy đi chơi, đồ cổ lấy đâu máy em? Tục tay ý, nhưng mà nếu mà đồ cũng ship thì cũng ghê, nhưng mà cái đồ mà nhà na ná ấy nó sẽ có phần nửa tay nửa máy, cái đấy là làm giả cổ ấy. Nhưng mà cái đồ đá này mà nhìn giả cổ rất khó nhá, không dễ đâu. Chứ không phải là cứ đục đâu, nhìn nó không, mà đồ tròn là đục rất khó này. Đây còn cái sợi đá nữa. Mà anh nếu mà cái chọc cổ là anh dẫn đi xem bác phải giữ nhận đá đồ nó thành kinh điển người của năm 90. Chơi cái đá này, cái đồ đá nó viện ấy, đồ đá đồ cổ này, chơi vào nó môn chơi mình cảm nhận được lúc nó say. Đúng rồi. Như có cây rồi. Cái cây đấy anh. Anh gặp nhiều nhưng mà cái chỗ đá này anh ít gặp. Hôm nay anh gặp nhiều chỗ đá. Đá là chắc là mình đưa đồ đá mình chắc có mấy cái là tương đối độc. Alo. Ừ. Chào anh. Có hai.
À Tuấn à, vào đây bạn. Ừ. Cho bạn cháu vừa vào làm thân đấy. Mời anh em vào đây để anh em hỏi han sức khỏe mà. Chào anh nhá. Sức khỏe là đấy à? Cũng đỡ đỡ rồi. Yên tâm công tác rồi. Cậu này cũng trên cây với em, anh em giúp nhau. Hôm nay đến thăm cậu bạn nữa, và bạn rất cẩn thận. Sao? Đợt rồi em bị tắc cái động mạch. Tắc động mạch rồi. Nó đấy có triệu chứng gì? Và nó bị nó có hiểu nó đau cái vai gáy mà nó nhiều, có người đè xuống cái đầu đi viện mới phát hiện ra. Mà nó chỉ có triệu chứng cách của đấy thôi, ông phải so với nhiều lắm đấy. Mổ xong là xuống mất 8 cân mà. Trước mình nhìn mũm mĩm trắng trẻo cơ, hành đã top rồi. Anh Sơn giờ này có vẻ béo nhỉ? Anh cũng bị người năm ngoái bị bệnh năm nay lên chục cân đấy. Năm ngoái năm nay lên chục cân đấy. Thế năm ngoái nhìn trông còn gì, đợt này nhìn trông béo thế. Mọi khi bác xuống là thuốc nào, thuốc nước này, thuốc lá này, đủ bộ. Đủ. Tại vì như này mà không có chỗ nào là hết phí. Đợt này cũng lại thôi à? Bỏ luôn. Tốt quá. Trước này năm ngoái là mình tự nhiên mua khoảng 1 năm, nó gầy mất khoảng 5 cân. Nên là cuối cùng mình nhìn lúc kho, mình cứ nào do mình hút thuốc, nó ra nó bị phổi. Ngã phổi hay bà phổi à? Lúc đi khám đấy là từ bé không đi viện bao giờ đâu, thấy nó tự nhiên này. Anh em ơi, đi ngắm tí xong là vâng, ok anh. Xuống thế này cái xong rồi nhớ bị. À, giờ theo anh hôm nay đây là anh em mình trưa khoảng 12 giờ này. Hôm nay xuống là tụi em xác định là xóa nhá. Vâng. bây giờ là xem sân thượng rồi. Bây giờ là bắt đầu anh em tôi xuống phần dưới xem cây ở phần dưới. Có thấy đẹp nhỉ? Quê nhìn thích không? Còn nhìn rất là thích. Đấy, xuất sắc đấy. Con đấy mà phân tích sâu là anh ngồi phân tích cho Tân chắc phải hết mấy ấm trà đấy. Con đấy. Nó bảo là vì anh em xuống hỏi điện Tân bảo có mấy anh em thì mới điện thông thuận, bảo bây giờ mỗi mình đi thì nghe đuối mà trên khu này lại không có ai. Đúng là có tí sao động. Đúng là có tí sao động đấy anh ạ. Mấy mít về mỗi con tí ngò không. Cái này anh mua ở Linh Mắc hay sao đúng không anh? Không, mua của anh Mắc. À, Linh Mắc bán mà. Linh Mắc. Cũng không quê đấy bác. Cây bây giờ đắt này không thể đủ tiền để hỏi một cái phôi tán tầng của nó ấy và đòi toàn là... gần 100. Dạ. Dàn ngày xưa bắt đầu chơi những cái nhỏ nhỏ này. Và bây giờ mình gọi là tăng nhiệt độ lên nó nhiều tiền thôi, còn đấy và... toàn những ông có. Bây giờ cái tầng rồi. Đẻ có anh. Đẻ con đẻ. Đẻ đi vào trong Thanh Hóa là 2 lần mới mua được đấy. Dạ. Vào lần đầu tiên trong cái trốn lần thứ hai bắt mua thêm một cái ổi nữa mới bán cái đẻ. Đấy thế là dạ. Nhiều khi giá ok rồi vào và mặc mua cái ổi nữa thì mình mới mua cái đẻ thôi không bán. Em lần mà ở nhà có một cái đa rồi đi tìm cái đẻ đấy cũng có khu cho Thanh Hóa mà của đội Hoàng Long ấy họ không bán. Mà về tận Thanh Hóa một lần ở gà ở Vinhome không bán, xong về tận Thanh Hóa vẫn không bán. Đang đi tìm cây đề đấy. Con đề dáng đẹp, sai đẹp. Nhìn cái hột này. Cơm anh ngồi ở dưới nhà
Dương đấy, Dương điện cho em ra như là đấy vợ đi học đến ngoài ở nhà Dương ở bên chú không có biết, nhưng mà nó không nghĩ là chú ở gì đấy.